Rồi, mình đang view con này ha. Đây, con này là Patrick. Patrick này hàng nội địa của Nhật. Con này thì nói cái size trước nha. Cái size nó là 40 nè, mặt nó 36 nè, chưa tính cùm ha. Mặt 36 mm ha. Con này thì kết cấu của nó thì gần thân inox. Con này cái dây của nó thiết kế là dây inox pha gôn. Nó giống giống như cái con Challex Volex của Thụy Sĩ mà tuần vừa rồi mình bán cho anh em á ha. Ha. Dây inox rồi. Con này chạy máy Nhật, hàng nội địa Nhật ha. Cái hiệu là Watt à. Cái này là cái lớp ni lông của nó dán nó bị bong lên nhá. Anh em thích thì về lột ra. Cái lớp keo của nó dán á, nó vẫn còn luôn á. Cái này mặt hậu của nó nè, đó. Dây inox, cứ một mắt inox là nó pha gôn ha. Thế này. Con này thì mặt sapphire nhá anh em. Mặt sapphire, mặt đá sapphire. Và Patrick nè. Chạy máy Chrono Craft. Này máy này chạy chạy thứ này. Máy này 24 là chạy chạy tiếng nè. Máy này chạy ngày nè, 31 là chạy ngày ha. Đó, nó cứ một mắt inox là một mắt pha gôn nè. Ngoại hình tổng thể là đẹp trên 90% ha. Không có tì vết gì đâu. Hơi bụi thôi, hơi dơ nè, để ý mấy cạnh này đất nè thấy không? Đó anh em về chịu khó chùi nó đi. Lấy bàn chải đánh răng rồi lấy xà bông đồ chùi sơ đi là nó sạch ha. Máy này thì mình bung máy là mình coi hết rồi à, những con mình bung máy nếu mà mình vô lại mà nó bị vô hơi nước thì anh em cứ cứ ron lại nha. Nhiều khi mình bung ra hàng về là mình phải bung, mình kiểm tra mình bán cho nó yên tâm nhé. Rồi tổng thể ngoại hình con này mặt mở gà chứ không phải mặt trắng ha, mặt mở gà nè. Đó, anh em nhìn dây nó, dây inox là mắc xích này, cái mẫu này rất là lạ ha. Mấy cái mẫu này thì được cái là thị trường không có. Mấy cái mẫu mới giờ nó không làm mấy cái dây này. Rất mới ha, ba chiếc mà bụi đất nè. Bây giờ về chịu khó lâu thôi. Mà hình rất đẹp. Rồi, nó rất giống cái con Challex Vorget tuần rồi mình bán ha. Một con Challex vừa rồi là nó inox toàn phần chứ nó không có pha gôn. Con này mặt lắc kê luôn nè. Ha. Rồi anh em nào thích thì gọi cho mình ha, ướm tay cho anh em luôn. Con này nam đeo cũng đẹp lắm nè, nhìn nó lạ ha, lên tay vừa khít à. Rồi vậy ha, anh em nào thích thì gọi cho mình. Chào mọi người.